nằm trong thông điệp 5K của Bộ Y tế, đeo khẩu trang được các chuyên gia y tế khuyến cáo là biện pháp hữu hiệu để ngăn ngừa sự lây lan của dịch COVID-19 trong thời điểm hiện nay. Tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch, nhiều người dân thành phố Đà Nẵng vẫn duy trì thói quen đeo khẩu trang mỗi khi đến nơi công cộng. Với họ, đây là cách làm đơn giản mà hiệu quả để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân và cộng đồng xã hội. Từ các trung tâm siêu thị, chợ truyền thống đến các cửa hàng bán thực phẩm, việc đeo khẩu trang vẫn được người dân thành phố tự giác chấp hành. Đây không chỉ là một thói quen tốt, mà còn là biện pháp phòng dịch COVID-19 hiệu quả ở thời điểm này. Mình nghĩ mỗi người nên có một ý thức riêng để phòng tránh cho chính bản thân mình, cho gia đình mình cũng như mọi người khác trong cộng đồng. Nên mình nghĩ việc đeo khẩu trang là cần thiết, bất cứ ai cũng nên tuân hành theo. Nghị định 117 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, trong đó có xử phạt hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, cũng được người dân đồng tình ủng hộ. Bởi đây chính là biện pháp chế tài xử phạt để nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân, chung tay cùng cả nước chống dịch COVID-19. Mình nghĩ thì cái việc đeo khẩu trang thì không chỉ bảo vệ bản thân mình mà còn bảo vệ bản thân người xung quanh nữa. Ví dụ như mà mình có dấu hiệu mình mang mầm bệnh chẳng hạn thì mình không đeo khẩu trang thì mình lây nhiễm cho những người khác nữa thì sao? Việc xử phạt này rất là đúng đắn ạ. Thì xử phạt để giúp cho những người khác họ nâng cao thêm ý thức của bản thân trong cái việc mà bảo vệ mình cũng như bảo vệ những người xung quanh. Việc đeo khẩu trang nơi công cộng là điều rất là tốt để giúp cho mình chính bảo vệ chính mình cũng như bảo vệ cái cộng đồng xung quanh của mình. Thì tôi thấy đó là cái chuyện rất là bình thường bởi vì đó là cái ý thức của mình cũng như ý thức cho vấn đề cộng đồng. Bởi vì thực chất cái phạt hay là cách này kia thì cũng là cách để giúp cho mình ngăn ngừa cái vấn đề dịch COVID ở trong cái tình hình hiện nay. Đâu đó vẫn còn tình trạng người dân chủ quan, lơ là, không thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân trong phòng chống dịch. Điều này không chỉ gây hại cho bản thân họ mà còn liên lụy cho cả cộng đồng. Chính vì thế, đeo khẩu trang, một việc làm tuy đơn giản nhưng lại vô cùng hữu hiệu trong việc ngăn ngừa dịch bệnh, cần được mỗi một người dân ý thức thực hiện nghiêm túc nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.